Lữ đoàn Ukraine bất tuân mệnh lệnh Hoàng Hải xin kính chào quý vị Kính thưa quý vị, sự phân biệt đối xử trong hàng ngũ lực lượng Ukraine đã đem lại cho họ trái đắng Thất bại mới nhất ở Chasovya có liên quan đến thói quen làm việc vô kỷ luật và thiên vị của các quan chức quân sự nước này Và chúng ta sẽ cùng tìm hiểu nó trong video ngày hôm nay Nga tấn công sân bay dành cho F-16 Lữ đoàn số 67 của Ukraine bất tuân mệnh lệnh. Vì sao lại như vậy? Thời điểm này thì Nga đang nỗ lực tấn công sâu vào hậu phương Ukraine. Ngày hôm qua, khu vực sân bay nằm ở ngoại ô của Staro thuộc vùng Khmelnytsky đã bị nhắm tới. Hiện tại vẫn chưa có thông tin cụ thể về thiệt hại. Sân bay ở Staro thường xuyên trở thành mục tiêu tấn công của Nga, đặc biệt là từ khi có thông tin cho rằng cảng hàng không này sẽ chuẩn bị tiếp nhận F-16 thế hệ thứ tư. Chuyên gia người Anh Alexander Mercuris tin rằng bằng việc tấn công sân bay quân sự ở Staro Konstantinov thì Nga đang gửi tín hiệu tới NATO rằng họ sẽ phá hủy F-16 do phương Tây cung cấp cho Ukraine. Thiệt hại đối với sân bay này có thể làm chậm quá trình cung cấp F-16. Trước đó vào cuối tháng 3 thì Nga cũng đã pháo kích vào sân bay Martinovsky ở gần Nikolaev, nơi có các đơn vị Ukraine và các thiết bị của phương Tây. Trong khi đó, tình hình ở tiên tuyến xấu đi trông thấy. Tại Chasovya thì hôm qua Nga đã tiến thêm được 1,5 km ở phía đông thị trấn này. Tuy nhiên, trọng tâm của chảo lửa này tập trung vào thông tin quân phòng thủ Ukraine đã để mất vị trí ở hai bên sườn Chasovya. Lữ đoàn cơ giới độc lập số 67, chấn giữ nơi đó đã phải rời bỏ vị trí. Lực lượng lục quân Ukraine thừa nhận là họ để mất vị trí và để lộ bên sườn dẫn đến các tiểu đoàn khác bị thiệt hại nặng tờ Prada của Ukraine đưa tin rằng bộ chỉ huy của nước này đã tìm ra nguyên nhân của vụ việc. Hóa ra, tại Lữ đoàn Cơ giới Độc lập số 67 thuộc Quân đoàn Tình nguyện Ukraine Right Sector, những quân nhân đóng vai trò trụ cột đã được điều chuyển tới các đơn vị khác. Tại mặt trận chỉ còn những tân binh không có kinh nghiệm chiến đấu. Right Sector là một lực lượng dân quân đóng vai trò quan trọng trong cuộc đảo chính Maidan vào năm 2014, dẫn đến sự lật đổ Tổng thống thân Nga Viktor Yanukovych. Trước đó khoảng một năm, Right Sector còn bị coi là một tổ chức tội phạm ở Ukraine và chính quyền Kiev đã tính đến việc tước vũ khí cấm tổ chức này hoạt động vì đã tấn công, uy hiếp quốc hội vào tháng 3 năm 2014. Thế nhưng, đến tháng 5 năm 2014 thì Right Sector đã trở thành lực lượng nòng cốt trong quân đội Ukraine sau khi chính phủ thân phương Tây được dựng lên tại Kiev. Quay trở lại với thời điểm hiện tại, những chiến binh Right Sector dày dặn kinh nghiệm này không còn muốn làm bia đỡ đạn cho nên các sĩ quan của họ đã đưa những người mới được huy động ra tiền tuyến. Và theo kết luận điều tra, thì chính việc điều các tân binh thiếu kinh nghiệm chiến đấu này đã khiến Kiev mất thêm lãnh thổ. Tuy nhiên, cuộc điều tra cũng hé lộ rằng, trong nhiệm kỳ của cựu Tổng tư lệnh tướng Zaluzny, Bộ Tổng tham mưu đã cho lãnh đạo quân đoàn này một số đặc quyền trong việc điều phối quân sự. Nó có nghĩa là, dưới thời của Zaluzny, sĩ quan chỉ huy lữ đoàn 67 đã được cho phép thực hiện chính sách phân biệt đối xử coi trọng chiến binh Rice right Sector và coi nhẹ mạng sống của tân binh. Điều này hoàn toàn hợp lý, bởi vì tướng Zaluzny là một người nổi tiếng với các mối quan hệ thân thiết với lực lượng theo chủ nghĩa dân tộc cực hữu, mà phía Nga gọi là tân phát xít. Bức ảnh này chụp tướng Zaluzny với lá cờ đỏ và đen của tổ chức có tên là OUN and UPA. Trong đó, OUN vốn là tổ chức của những người theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan Ukraine, mà lực lượng chiến đấu nòng cốt là quân đoàn khởi nghĩa Ukraine hay gọi tắt là UPA, hai tổ chức này đã hợp tác với Đức Quốc xã trong Thế chiến thứ hai và có liên quan đến các vụ thảm sát người Do Thái, người Ba Lan và người Ukraine. Giống như là các nhóm phát xít khác ở Ukraine như Azov và DUK, Right Sector đã được điều động đến chiến đấu khi Nga tấn công Ukraine vào năm 2022 và các nhóm cực đoan này đã thâm nhập vào nhiều đơn vị khác nhau trong quân đội của Ukraine. Tờ Prada viết như sau: "Vào năm 2013," quân đoàn tình nguyện Ukraine được chia thành hai bộ phận. Một bộ phận thì gia nhập lực lượng tác chiến đặc biệt, và bộ phận còn lại thành lập lữ đoàn cơ giới độc lập số 67. Vào tháng 2 năm 2024, một phần của tiểu đoàn sói Da Vinci được chuyển từ lữ đoàn 67 sang lữ đoàn bộ binh cơ giới độc lập số 59. Khi mà tướng Sinsky lên nắm quyền thay thế tướng Zaluzny thì việc cải tổ các lữ đoàn theo tân phát xít là một nhiệm vụ vô cùng khó khăn. Bởi vì đơn giản là ông Sinsky sinh ra ở Nga, và có nhiều mối liên hệ với nước Nga, trong khi tiểu đoàn Rice right Sector hay là Azov lại bài Nga dữ dội. Sau cuộc điều tra này, Bộ Tổng tham mưu Ukraine bắt đầu giải tán lữ đoàn số 67 do gây nhiều tổn hại tại Chasovia. Họ kết luận rằng chính việc phân biệt đối xử của Rice right Sector với các tân binh được cho là đang làm suy yếu tinh thần của các đơn vị chiến đấu theo hướng Chasovia. Những lực lượng còn lại của lữ đoàn 67 đã được phân tán và tổ chức thành các đơn vị phòng thủ nhỏ ở tiền tuyến, hoặc họ được bổ sung cho các đơn vị khác đang chiến đấu ngay trên khu vực này. Nhưng mà nhiều người trong số họ không chấp nhận mệnh lệnh mới và họ đòi được rút lui khỏi khu vực tiền tuyến. Có một điểm đáng lưu ý đó là, trước khi lữ đoàn 67 bị giải tán thì lữ đoàn xung kích số 3, chủ yếu cũng là các chiến binh thuộc tiểu đoàn Azov thiện chiến, đã ngang nhiên bất tuân mệnh lệnh hai lần và từ chối tiếp viện cho Chasovja. Có thể nói rằng trong bối cảnh quân đội Ukraine gặp nhiều khó khăn trên chiến trường, thì hành động bất tuân mệnh lệnh của lữ đoàn số 3 và số 67 vốn được đánh giá là thiện chiến nhất đang khiến cho tình hình trở nên trầm trọng hơn. Tuy nhiên, đây vẫn chưa phải là vấn đề nan giải duy nhất mà chính quyền Kiev gặp phải. Cuộc chiến điện năng có nguy cơ đẩy Ukraine vào cửa tử Trong khi phương Tây đang gấp rút chuẩn bị cho Hội nghị Thượng đỉnh Hòa bình về Ukraine tại Thụy Sĩ, thì để làm rõ mục đích cuộc chiến này, Tổng thống Putin đã ra lệnh cho đại sứ của mình là Vasily Nebendia nói rõ thông điệp của Nga tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc vào ngày 11 tháng 4 như sau. Rất sớm thôi, chủ đề duy nhất của các cuộc họp quốc tế ở Ukraine sẽ là sự đầu hàng vô điều kiện của chế độ Kiev. Cụm từ chế độ Kiev đầu hàng vô điều kiện có nghĩa là sự thất bại quân sự toàn diện của lực lượng Ukraine và các lực lượng nước ngoài khác trên lãnh thổ Ukraine, cũng như hoạt động ly khai của các thành phố ở miền đông giải trừ quân bị và phi quân sự hóa Ukraine. Đại sứ Nebendia đưa ra thông báo của mình vào tối ngày 11 tháng 4 theo giờ Kiev. Tức là nó chỉ diễn ra vài giờ sau khi nhà máy nhiệt điện Tripilia bị phá hủy bởi tên lửa mới của Nga KH-69. Tổng thống Zelensky đang thông qua các phương tiện truyền thông để vận động quốc hội Mỹ thông qua khoản viện trợ này. Vì vậy mà ông cuối cùng cũng phải thừa nhận tình hình thảm khốc như sau. Tôi sẽ cho bạn một ví dụ rất đơn giản. 11 tên lửa đã được phóng về phía nhà máy nhiệt điện Trepedia, nơi cung cấp điện ở khu vực Kyiv. Chúng tôi đã chặn được 7 quả đầu tiên, nhưng 4 quả còn lại thì đã đánh trúng nhà máy. Tại sao? Bởi vì chúng tôi không còn tên lửa nào nữa. Chúng tôi đã sử dụng hết số tên lửa bảo vệ Trepedia. Tổng thống Zelensky đã sử dụng những con số này để một lần nữa kêu gọi đồng minh của mình: "Hãy cung cấp khẩn cấp các loại vũ khí mà Kyiv cần, đặc biệt là các bệ phóng và tên lửa phòng không." Ông nói: Thành thật mà nói, nếu như không có sự trợ giúp này, chúng ta sẽ có rất ít cơ hội chiến thắng, bởi vì chúng ta cần phải mạnh hơn đáng kể so với đối thủ. Tỷ lệ đạn pháo hiện nay là 1 trên 10. Liệu chúng ta có thể chịu đựng được lâu hơn nữa hay không? Tất nhiên là không. Xin mời quý vị hãy nhìn vào bản đồ này. Chúng ta có thể thấy các mục tiêu trong chiến tranh điện năng vừa qua. Nó trải rộng từ miền Tây với Lviv, Kiev, miền Nam Zaporizhia, Odessa, cho đến Đông Bắc bao gồm cả Kharkov. Tổng thống Zelensky thừa nhận do thiếu hệ thống phòng không, cho nên chỉ cần một đợt tấn công bằng UAV và tên lửa hành trình giá rẻ của Nga là cũng có thể gây thiệt hại cho bất kỳ một mục tiêu nào. Việc Nga lần đầu tiên sử dụng tên lửa KH-69 với chi phí thấp hơn nhiều lần so với KH-101 và KH-555 để tấn công nhà máy điện năng Tripedia cho thấy việc phá hủy cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine có thể đạt tới một cấp độ mới. Ba trong số nhà máy điện bao gồm có Zimevkaya, Prinepokaya và Grivo Zika đều nằm trong tầm bắn của tên lửa KH-69. Đáng chú ý là một phần đáng kể các nhà máy nhiệt điện và thủy điện tại Dnipro đã bị tấn công vài lần trong những tuần qua. Tác động tích lũy của các cú đánh này tiếp tục làm rung chuyển mạng lưới năng lượng. Kiev đã mất 1,8 triệu kW do nhà máy nhiệt điện Tripilia bị tấn công và tình trạng thiếu điện nói chung là cực kỳ nghiêm trọng. Thực tế, các nhà máy nhiệt điện cũng như thủy điện ở Ukraine đóng vai trò cân bằng năng lượng. Việc phá hủy nhóm nhà máy này sẽ khiến nước này không còn nguồn điện ổn định trong hệ thống điện ở miền Đông và miền Trung. Số liệu của Cơ quan Năng lượng Quốc tế cho biết công suất điện trước chiến tranh của Ukraine đạt đỉnh điểm vào ngày 25 tháng 1 năm 2022 là 21,19 GW. Số liệu được công bố tiếp theo vào ngày 27 tháng 10 năm 2022, tức là khi cuộc chiến đã được diễn ra khoảng tầm 8 tháng, cho thấy, Ukraine chỉ sản xuất được một nửa lượng điện trên. Còn công suất trước khi Nga tấn công các cơ sở năng lượng ở thời điểm hiện tại đã sụt xuống chỉ còn 7,8 GW. Nhập khẩu điện của Kyiv từ các nước láng giềng EU đã đạt đỉnh vào ngày 26 tháng 3 ở mức là 18.649 MW giờ. Và nó cũng chỉ đáp ứng được hơn 10% nhu cầu trong nước. Nhiều khả năng là các quốc gia NATO giáp biên giới với Ukraine sẽ không có khả năng tăng nguồn cung cấp điện cho kỳ áp, ngay cả khi họ bổ sung các nguồn điện mới từ các quốc gia vùng bản tích. Truyền thông châu Âu báo cáo rằng, năm 2023, lượng nhập khẩu điện của Ukraine từ EU đã tăng gấp đôi năm 2021, lên tới 935 triệu kWh. Chiến dịch tàn phá cơ sở hạ tầng năng lượng đã gây tổn thất lớn cho Ukraine. The Financial Times dẫn lời các quan chức năng lượng của nước này cho biết rằng họ có 3 lựa chọn. Một là sửa chữa hư hỏng, đưa hệ thống trở lại với mức nhu cầu bình thường và bổ sung các nguồn năng lượng thay thế bằng nhập khẩu điện từ các nước láng giềng. Thứ hai là sử dụng năng lượng tái tạo tại địa phương như là năng lượng mặt trời và gió. Thứ ba là bảo vệ các hệ thống điện bằng cách bổ sung tên lửa Patriots. Truyền thông phương Tây viết rằng sau vụ tấn công nhà máy nhiệt điện Tripilia, thì Kiev đã điều thêm lực lượng phòng không tới bảo vệ. Nhưng cho dù nhà máy được hệ thống phòng không tối tân bảo vệ, thì nó cũng đã bị vô hiệu hóa mất rồi. Hiện tại, Nga vẫn tiếp tục mở các cuộc tấn công mới vào phía Tây nhắm vào các nhà máy nhiệt điện tại Doprovi thuộc vùng Lviv, cũng như các kho chứa khí đốt ngầm rộng lớn ở phía Tây. Với tình hình hiện nay thì Kiev khó có thể lấp đầy được lỗ hổng năng lượng nếu người nga tiếp tục tấn công các hệ thống truyền tải và phân phối điện cũng như các cơ sở sản xuất, vận chuyển và lưu trữ khí đốt, thì kết quả tất yếu sẽ dẫn đến sự sụp đổ của toàn bộ hệ thống lưới điện và hệ lụy là xã hội ukraine cũng sẽ sụp đổ theo. Trung Quốc bán vũ khí cho cả nga lẫn ukraine trong bối cảnh ukraine đang lâm vào tình trạng thiếu vũ khí trầm trọng, đặc biệt là các hệ thống và tên lửa phòng không để chống chọi lại các cuộc tấn công của nga thì truyền thông phương Tây đã rộ lên thông tin rằng Trung Quốc đang hỗ trợ đáng kể cho Nga để mở rộng khả năng sản xuất vũ khí. CNN vào hôm 12 tháng 4 dẫn lời của các quan chức cấp cao của chính quyền Biden cho biết Trung Quốc đang giúp Nga tăng cường cơ sở công nghiệp quốc phòng của mình ở quy mô lớn, bao gồm số lượng đáng kể các máy công cụ, động cơ máy bay không người lái và động cơ phản lực cũng như công nghệ tên lửa hành trình, vi điện tử và nitrocellulose mà Nga sử dụng để sản xuất nhiên liệu cho vũ khí, đồng thời cho biết thêm rằng cả trung quốc và nga cũng đang hợp tác để sản xuất máy bay không người lái ở nga và bất cứ ai theo dõi cuộc chiến này thì đều biết uav đã trở thành một loại vũ khí lợi hại gây tổn thất nặng nề cho cả hai bên tuy nhiên tờ wall street journal đưa tin rằng cuộc chiến ở ukraine bộc lộ những thiếu sót đáng kể trong ngành công nghiệp máy bay không người lái của mỹ các uav cỡ nhỏ do mỹ sản xuất gặp phải hàng loạt các vấn đề tại ukraine tác chiến kém hiệu quả khi liên tục trịch hướng và đi lạc do bị hệ thống tác chiến điện tử của Nga gây nhiễu. Các binh sĩ Ukraine trên tiền tuyến và các quan chức Kiev cho biết, UAV do Mỹ sản xuất có giá thành đắt hay gặp trục chặt và khó sửa chữa hơn. Tờ Wall Street Journal nhận định là các công ty Mỹ đang dần biến mất tại Ukraine trong một cuộc chiến mà UAV cỡ nhỏ đóng vai trò rất quan trọng. Họ bị thay thế bởi các công ty Trung Quốc. Kiev đã lựa chọn gã khổng lồ sản xuất UAV của Trung Quốc là công ty SZDGI Technology. Trước đây, nó đã bị cựu Tổng thống Donald Trump liệt vào danh sách đen bị trừng phạt thương mại. Hai năm sau, vào năm 2022, Bộ Quốc phòng Mỹ cũng cấm mọi giao dịch với DJI do cáo buộc công ty này có quan hệ với quân đội Trung Quốc. Nhưng mà điều chớ trêu là Ukraine vậy mà lại đang dành một phần lớn số tiền viện trợ của Mỹ để mua máy bay không người lái của DJI. Thêm nữa, chính quyền Kiev đang đẩy mạnh ngành công nghiệp sản xuất máy bay không người lái nội địa khi tuyên bố sẽ sản xuất một triệu chiếc máy bay trong năm nay. Do đó, Ukraine sẽ càng ngày càng phụ thuộc vào việc nhập khẩu các bộ phận linh kiện của Trung Quốc. Rõ ràng rằng các vấn đề trục trặc với máy bay không người lái của Mỹ không chỉ là điểm yếu cho an ninh quốc gia, mà nó còn gây ra tổn thất cho nền kinh tế Mỹ. Ukraine sử dụng tới khoảng 10.000 máy bay không người lái mỗi tháng, và lẽ ra các đơn hàng này phải thuộc về tay các công ty Mỹ thay vì Trung Quốc. Như vậy, Bắc Kinh hiện là bên hưởng lợi nhiều nhất khi kiếm được tiền từ cả hai bên tham chiến là Nga và Ukraine. Ngoài ra, cuộc xung đột tại Đông Âu và Trung Đông càng ác liệt và kéo dài, thì Trung Quốc sẽ càng khẳng định được vị thế của mình, vì bên nào cũng muốn Bắc Kinh làm trung gian hòa giải. Nhưng, những động thái quân sự mới nhất của Mỹ cho thấy, chính quyền của ông Biden đang thực thi chính sách giống Trump, đang chuẩn bị dùng dịch xoay trục quay trở lại châu Á một khi cuộc chiến ủy nhiệm NATO-Nga ở Ukraine kết thúc. Mỹ thắt chặt thòng lọng ngăn chặn xung quanh Trung Quốc Mọi thứ đang được sắp đặt để Nhật Bản tham gia vào dự án của liên minh AUKUS. Đây là một liên minh an ninh quốc gia mới ba bên gồm có Mỹ, Anh, Australia nhằm tăng cường sự hiện diện quân sự của phương Tây ở Thái Bình Dương nhằm đối phó với Trung Quốc. Các dự án của liên minh này bao gồm tăng cường năng lực về AI, vũ khí siêu thanh, tác chiến điện tử, phương tiện không người lái dưới nước, công nghệ lượng tử và radar theo dõi không gian. Đây cũng là các vấn đề được các bộ trưởng quốc phòng của khối này bày tỏ sự quan tâm trong cuộc họp chung hôm 8 tháng 4 vừa qua. Tuyên bố của AUKUS được công bố ngay trước chuyến đi của Thủ tướng Nhật Fumio Kishida tới Mỹ trong tuần này. Trong đó, nhà lãnh đạo Nhật Bản đã mô tả một bước ngoặt lịch sử, nơi ông tham gia vào hội nghị thượng đỉnh ba bên đầu tiên cùng với Philippines. CNN đưa tin về cách ba bên đang có những tranh chấp riêng với Trung Quốc đang liên kết lại với nhau, đó là Nhật Bản, Đài Loan và Philippines. Trong đó, nhiều khả năng Nhật Bản sẽ triển khai quân đến Philippines. Mục tiêu của Mỹ là muốn Nhật Bản và Philippines sẽ cùng nhau trở thành đối tác theo kiểu AUKUS cộng nhằm củng cố chuỗi đảo đầu tiên từ Nhật Bản, Đài Loan, Philippines thông qua các biện pháp hợp tác đa phương. Nhật Bản và Philippines vốn là các đối tác phòng thủ chung của Mỹ, cho nên đương nhiên là Washington muốn hai nước này tăng cường hợp tác quân sự song phương. Về phía Đài Loan, Bộ trưởng Quốc phòng Đài Loan xác nhận gần đây lực lượng đặc biệt của quân đội Mỹ đang huấn luyện quân đội Đài Loan trên đảo Kinh Môn, chỉ cách Trung Quốc 6 dặm. Nó cho thấy nhiều khả năng Mỹ đang củng cố ảnh hưởng quân sự ở đó để có thể can thiệp bảo vệ Đài Loan nếu xung đột xảy ra giữa Trung Quốc và hòn đảo này. Với việc Nhật Bản và Philippines sẵn sàng tăng cường hợp tác quân sự song phương, rất có thể hai quốc gia này sẽ liên kết với Đài Loan để họ cùng tham gia, nhằm đối phó với sự bành trướng của Bắc Kinh tại Biển Đông và Hòa Đông. Tuy nhiên, quá trình xoay trục sang châu Á-Thái Bình Dương của Mỹ lại phụ thuộc vào rất nhiều biến số, trong đó có chảo lửa Trung Đông. Liệu nó có bùng nổ hay không với việc Israel và Iran leo thang không ngừng? Hay là Nga và NATO liệu có đối đầu trực tiếp tại Ukraine một khi xảy ra những toàn tính sai lầm giữa các bên hay không? Có thể nói rằng dưới thời của ông Biden thì thật khó để có thể xác định được các đường nét rõ ràng trong chiến lược của Washington. Và bài bình luận ngày hôm nay của chúng tôi cũng xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.